Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Liên Xe Cúp. Trên tay của mình đang cầm hai cái bộ đèn lái dành cho anh em gắn xe. Đây, để coi anh em nhìn coi anh em biết được hai cái bộ này của xe đời nào không. Ơn trước là giống nhau nè, nhìn không biết chơi sao nè. Đó, anh em nhìn coi đó của đời nào. Anh em thấy cái này cái ron cao su nó khác với cái ron cao su đế nè. Cái chui hàng này nó cũng khác nhau luôn nè. Đó, thấy không? Anh em biết đời nào chưa? Chắc chưa đâu. Mình nói cái là để ý. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích hai cái đèn này dành cho anh em nha. Đây. Đây là cái hàng trong bịch nha các bạn. Hàng trong bịch, đây là hàng da băng trong bịch. Và còn một cái duy nhất tại đất nước Sài Gòn, hàng này hãng Honda hết sản xuất rồi nha. Và đây là cái hàng tháo xe. Đây, đây là cái 8670 trong cái con xe mình đang tháo ra đây nè, 8670 nè. Và đây là cái của CD125 hàng trong bịch. Dây nhựa thì nó giống nhau nhưng mà nó khác cái chui thôi. Nhưng mà tóm lại cái đầu ra là nó giống nhau, nó vẫn là có một cái dây mát hai cộng dây xanh đà, giống nhau. Cái khuôn nó giống nhau 100%, vị trí bất hai con ốc giống nhau 100%, khác nhau cái ron cao su, và khác nhau cái đích. Đây, anh em nhìn cái đích khác nhau, cái đế đích khác nhau cái đế đích thôi và cái ron cao su. Vậy thì xài chung được hay không? Câu trả lời được. Hai cái này anh em có thể gắn chung được cho xe 81 86 70 90, xài chung hai cái này. CD50 và CD90 xài chung hai cái này luôn. Charlie xài chung luôn. Charlie Đình Du, Charlie 84 Đình Du xài chung, Charlie 81 xài chung cái chụp. Đó là những dòng xe xài chung. Cánh án 70 90 xài chung cái đế với cái chụp này luôn. Cánh án 81 86 70 90 CD50 90 Charlie Đình Du cái chụp xài cho Charlie 81. Còn cái đế 81 thì cái chụp nó bằng nhựa, rồi. Thật. Đó. Thì bài CD125 cuối cùng là CD125 là xài chung hết, khác mẫu. Rồi. Đó là cái vấn đề xài chung. Rồi bây giờ mình cho anh em coi chi tiết hai cái nha. Rồi anh em muốn xài cho thằng nào là tùy anh em. Đây. Tháo trong xe cấp 8670. 8670. Ok. Rất là đẹp nha các bạn. Còn một cái duy nhất nha. Bây giờ Phụ Tùng sẽ cúp, ai mà có là người đó giàu các bạn. Bây giờ đi mua xe không được nha, ngăn xong cấm chợ hết rồi, không đi mua xe được. Ở nhà còn món nào thì coi như là ship cho anh em thôi. Rất là đẹp nha các bạn, mặt dưới nè long lanh nè. Đó, dành cho anh em lên xe 81 86, cánh án 70 90 nha. Cái đế inox rất là đẹp luôn nè. Cái này gắn cho CD 90 50 90 được luôn, giống nhau các bạn. Đó, dây điện nè còn nguyên. Ở trong này bóng zin, có ron cao su, hai con ốc zin luôn nha. Đó. Rồi, lưu ý nha, anh em nào có nhu cầu gắn cho xe cánh án 81 86 70 90, Charlie Đèn Vô 84, Charlie 81 cái chụp này, CD 90, CD 50, CD 90, CD 125, xài trong bộ này ok nha. Rồi, cái bộ này là cái bộ nhập trong bịch. Mã sản phẩm là của CD125. Đây cho bịch các bạn. Và một cái duy nhất thì cái chụp của nó thì nó giống các bạn. Nhưng mà cái mặt ở bên trong này nè, cái đế bên trong khác nha. Cái đế bên trong nó là một cái chóa của nó giống như là một cái dĩa vậy đó. Còn cái thằng ở trong đây nó không có cái chóa nè. Đó, anh em nhìn xuyên vô thấy nó bên trong nó không có chóa. Còn cái thằng 125 anh em nhìn ở trong đây
nó có một cái miếng inox to to đó, dùng nó để phản quang gom sáng lại, là nó khác ở bên trong thôi, còn bên ngoài lại giống nha. Đó, cái đây là hàng xé bịch nè, rất là đẹp. Và đặc biệt trên đây nó có chữ, nó có dòng chữ nè, Stanley HMIRC da băng đó, và nó đóng cái đất năm sản xuất. Đây cái rô cao su to đó, rô cao su to nha, cái nhựa đầy đủ là dành cho anh em lên CD 125 nè, hoặc là 78 ngang 81 86 cho ly, nó trông giống như những sàn nãy giờ mình nói, gắn con đây ok đó, gắn ok hết. Mình nói kỹ một chút để cho anh em chơi xe gắn thôi. Rồi anh em có nhu cầu lấy cái bộ đèn lái nào, anh em nhắn tin trên số điện thoại mình giúp mình phương thức mua hàng. Nếu anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua, áp dụng cho không dính chỉ thị 16. Còn những anh em ở xa, vui lòng chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Tất cả mọi sản phẩm bên shop của mình bán chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.